Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay hai anh em mình sẽ dẫn các bạn đi câu cá. Nói chung là hai anh em mình đi gặp thêm hai ông anh nữa, đi câu cá ở một cái tiểu bang xa xôi hơn cái tiểu bang của mình. Thì nó cách cái tiểu bang mình tầm 2-3 tiếng. Tiểu bang nổi tiếng nhất thế giới về tôm hùm đó là tiểu bang Xì Men. Nói chung là bây giờ sẽ đi qua nhà ông anh mình để cùng đi chung xe. Còn giờ hai anh em mình vô chợ mua thịt bò, đó là làm steak. Thì lỡ không có cá thì mình cũng có thịt bò với bia bọt này kia ăn nhậu về, coi như thay đổi khung cảnh chỗ ăn nhậu xíu nữa ha. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi, mời các bạn đi chung với mình ha. Ok, bây giờ mình với anh em mình sẽ đi mua thịt bò với đồ ăn xíu cho tối nay câu cá. Vô mua 1-2 cục bò bít tết dễ nướng bít tết. Nói chung là dự trữ mồi, lỡ tối nay câu không có cá thì còn có thịt bò ăn ha. Giờ tụi mình sẽ đi kiếm mua thịt bò trong cái chợ Mỹ này. Ok, bây giờ mình sẽ dọn dẹp cái xe này xong mình chở đồ lên mình đi thôi. 2 tiếng mấy. Bây giờ là anh em tụi mình sẽ đi vô kiếm một chút gì đó ăn. Đi có một con heo làm sao đó. Sao nhìn đẹp cho lò. Đây, bây giờ mình sẽ được ăn bánh. Rồi mùi vị như thế nào? Cay chua ngọt phải nói. Nó quên bỏ mà, quên bỏ cà chua vô là hết. Đâu có cái nào mà bỏ cà chua, mình phải hỏi. Bỏ đi. Nói chung là ăn được. Ủa? Gì nữa? Là như order bê cạnh hả? Đâu có bê cạnh. À có bê cạnh. Đâu có sao sạch. À không có sao sạch. Bê cạnh. Tại tại click nè. Có lỗi em ạ. Ờ click sao rồi lại vậy chứ. Nghe lỗi em. Cảm xin lỗi đi. Xin lỗi em chưa. Thôi. Thì thà lỗi đi, nó nói xin lỗi con. Xin lỗi. Con cảm mệt mệt mỏi gống rồi quá. Cảnh đẹp vậy, màu trong đây đẹp này. Nước biển mà nó không có đóng băng được. Hiện diện như mùa mặn. Ủa cách ly thì nó phải test mình đó hả? Yeah, nó test trước rồi. Fishing. Bây giờ xuống một cái đường thẳng băng. Đúng rồi. Đường này giống đường làng ha. In 900 feet, you'll arrive at 49 James Eddy Road. Ê, có cái nào tới lúc này cái máy bấm lộn địa chỉ không? Ủa xuống luôn hả? Xuống luôn. Anh đâu lên được. Sau 3 tiếng chạy xe thì tụi mình cũng tới cái nơi. Một cái khu rất là vắng, tuốt trong một cái khu trên núi. Thì bây giờ tụi mình sẽ đem đồ xuống cái mấy cái lều ở dưới á, mấy cái then ở dưới để câu cá ha các bạn. Thì cái này là mình câu trên băng luôn nha. Thì nguyên cái hồ này nó đóng băng rồi. Nguyên cái hồ này đóng băng rồi, chỉ là mình lơ vô cái then đó rồi người ta đào lỗ thì mình câu đó thôi. Bây giờ làm xuống cái hồ ha. Nhưng mà ở đây nó rất là trơn các bạn. Rất là trơn luôn. Tại vì băng dưới đây nước nó đóng đá rất là trơn. Đó thì ngoài đó là mấy cái chỗ mình câu á, mấy cái nhà nhỏ đó thì cái hồ nó đóng băng rồi thì mình đi trên băng ra đó mà đi lạng quạng thì té chết luôn á. Các bạn thấy không, nguyên cái hồ đóng băng hết trơn rồi. Bây giờ
có mấy cái lều đó đó thấy không? Đó, mấy cái lều đó đó thì vô trong đó câu. Ok, đâu bây giờ đó, bây giờ mình đi trên băng nè. Trên mình đang đi trên sông á các bạn. Cái này là dòng sông. Mình đang đi trên sông luôn đó. Mình đang đi trên sông đó các bạn. Giờ cái lần đầu tiên mình trải nghiệm cảm giác mà mình đi trên sông á. À. Trời trơn quá trời trơn luôn. Đây là cảm giác đi trên sông. Đang đi trên dòng sông. Mong là nó đừng có bể cái băng này ra, bể cái băng này là mình nằm dưới đó luôn á. Mà nó trơn quá trời. Các bạn mình đem lộn giày, cái giày này là giày đi bộ, giày chạy bộ chứ không phải là giày đi đi băng. Trời 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 trời, trơn quá. Khoan đem tắt máy đi cẩn thận các bạn ơi. Giờ vô trong coi. Vô trong coi à, cái chỗ nó câu ha các bạn. Wow, trong đây nó có lò sưởi. Đây. Đây có lò sưởi. Đây quanh quanh có cái quanh có nó đào lỗ chân cho mình câu. Hồi đó nhớ đi đốt lò củi mà. Lò củi cái chỗ bên kia. Bây giờ là chuẩn bị làm mồi. Câu cá chứ không phải mồi nhậu. Nào có cá mà mới nhậu. Đừng có xạo. Nhậu đi ra đây làm cái gì? Đường, đường nào cũng nhậu hết chứ. À, nó có hai cái đường hai bên đó các bạn. À, cho để câu. Đây là giống như cái bè nổi vậy á. Lỡ mà nó không có băng thì nó cũng không có chìm ha. À, và các bạn thấy cái lớp băng. À, cái lớp băng ha. Thì dài đây số này nè. Có ghế và ngồi. Cần câu rất là nhiều ha. Đây nó có cái hít cũng ấm áp lắm, không có lên nổi. Bây giờ là mình bắt cái chảo lên trước. Trước khi có cá. Là mình sẽ chiên thịt bò trước. Trời ơi anh đem cái cần kìa. Chiên câu này đi quải. Quải. Có cơm nữa nè, nó có cơm có gà nè. Sao mất cái cây ngắn rồi. Giờ là mình sẽ chiên chiên steak nha. Yeah yeah, dính được một con cá gần nè. Ồ bự mày. Quá bự luôn, cá giống cá. Đó, thấy chưa? Vô rồi đó. Ồ, dính một con rồi nè. Đó. Trời đã chưa? Con này đâu phải nó. Cái gì? Này đâu phải smell. Chứ cái gì? Đâu phải nó đâu. Ủa mà nó. Mày không có thúi không? Mày thúi thứ này. Cá không thúi. Nó có smell. Nè, đâu phải nó, cá lăng o à. Cái gì á? Ờ không phải nó. Ồ. Cá nhái. Hả? Cá nhái. Cá nhái. Đây, 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 mày tao bưởi. Gia đình ơi. Gia đình ơi. Một con nữa. Đó đó. Ừ. Đó đó, xe đó. Đó. Không. Đã có chai vô, có chai vô là. Mới có chai vô là. Ừ. Chín nữa. Chia cậu. Chiên nữa nhá. Nhờ cha. Ủa cậu đây đâu? Sắm nó im à. Yo, anh em ơi. Chi. Mẹ này đi nhậu chi câu gì? Đi nhậu mà. Thiếu hai này. Đây nè. Thiếu đây nữa kìa. Tính ra mướn cái trò 60 đồng nhậu im chứ bộ. Thay đổi không khí. Chi đâu? Anh Trung đâu? Chi này nữa. Ngon quá ha. Làm trước đây câu sao? Trời ơi nó đã. Ăn thì bò kìa, ăn thì bò nữa ấy. Quá cà lạc. Dính chưa? Ôi, coi cho chị dính đó. Này, này. Ô nó chạy rồi. Ô, men. Trời ơi. Quá đã. Con chó lợi hại vậy. Trời ơi. Cá này kêu cá gì vậy? Cá chó. Cá chó, cá làm cho chó là cá chó. Nó mới thả đồ cho ăn chó nè. Ồ, đây dính luôn nè. Chết rồi nè. Cho hay dữ vậy. Ồ, thu hoạch quá trời. Vô rồi, vô rồi. Vô rồi, vô rồi. Qua bên trời mình đây, coi như hộp nè, liên. Ok. Bỏ vô đây nè, để vô đây nè, không nên nữa. Buông. Cái chuyện đó. Làm mấy con. À, cao thủ ngày hôm nay. Ôi trời, mày ở bụi. Mày ở bụi, mày ở bụi. Hai cần hai tay luôn. Ô, hay vậy. Chứ để sao?
hai cần hai tay luôn. Wow. Wow, wow. Mày ở bưởi ta. Sao mình không có câu mày ở bưởi hả? Ồ, quá hay, quá hay. Rối rồi, mấy người rối rồi. Rối rồi. Đi trước về sau. Đây mình mới chiên một con cá da trơn. Giờ sẽ đi mời người ta trước. À, rất là ngon. Đâu? Cá chiên bơ. Ăn chưa? Nhờ em đi qua bển mời người ta. Ủa? Mình kia, cho bên kia thử đọc chứ. Cho bên kia thử đọc chứ. Ủa dạ. Bên kia thử đọc. Cho ăn nữa. Ăn chưa? Sao? Ngon. Cá chiên, cá muối ớt nữa. Trời, thịt nó ngọt. Thì đó. Ờ, mới mà. Còn mới thiệt á. Thịt nó ngọt ngay à. Thử 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 thử. Cá chiên bơ mà, chứ không phải chiên mà. Cá chiên bơ mà có muối nữa. Nó mềm, thịt nó mềm lắm. Thử thử. Thế con bùn này nó chết không sao đâu. Biến thành chất lại. Ngon không? Không, ngon. Ừ. Ê quay anh. Béo béo ơi. Dạ ngon. Quay béo, thế quay anh. Béo chắc béo giờ bơ rồi. Thôi quay anh. Đây quay nè. Béo. Đây, để mình thử cái da trơn này. Dạ thì biết. Để em về tới mua bơ chiên á. Ừ. Sao có ổ này bên đây không à? Ừ. Ngon quá không? Ừ, ngọt quá hả? Ngon quá. Ngọt và thơm nữa. Ừ, thì bơ ông nội ơi. Có bơ xào vừa thôi. Thơm bơ. Cá chiên bơ cũng thơm bơ. Ừ, ngon. Khỏi khỏi cho người ta thử. Mình giống thử được. Cái kèo mà. Mày giống cái kèo quá. Đó nữa nè. Đó không? Đó nữa rồi. Đó. 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 Có đồ ăn nữa. Có bự. Có bự à. Cái đủ gì hiếu. Không. Chân không vậy? Vô luôn chứ. Ngồi để ngồi chiên. No. Ngồi chiên nhiều nhiều á. No, chiên vô luôn. Để cho nó chết đi ông nội, ác quá. Thôi, bỏ vô. Cái này chân rồi. Bỏ vô. Để cho nó chết đi. Sao chết được? Bỏ vô. Bỏ vô. Một hồi lấy cái đám trong mày nè. Thì bỏ vô. Cá tươi mới ngon. Bỏ vô. Ôi, ở ác quá. Thôi, bỏ vô đi. Mày ơi, mày nè, vậy bỏ đi. Bóc lên đó. Em không dám dơ quá hả? Con công bóc thêm vài. Bỏ vô đi. Con không bỏ đâu. Bỏ đi. Không, con bỏ. Con bỏ đi nè. Đây. Cho bỏ. Ác quá. À. Nó dậy nóng đó. Không sao đâu. Đó, chín luôn. Rồi, nó chết rồi. Giang thay khúc rồi. Thôi rồi đó. Có tay hình chương chậm nha. Có tay hình chương chậm. Có tay hình chương cho cái. Có dấu tay hình chương chậm cho cái, cho cái sự chết chóc của nó. Anh không có thấy cái thoát được đâu anh chưa. Bởi vì anh chưa ra lắc lắm. Hỏi ai chê đưa tay, nãy con Hải giục con ngủ. Chương giúp tay á. Có mồi. Nãy con Hải xả thả con bự. Ôi con này bự vậy. Con Hải từ bi quá. Con này quá bự luôn à. Dạ. Trời ơi con câu rồi con đây. Cá chiên bơ gắt thêm miếng muối nữa nè. À, cá muối chiên nha. Ngon lành canh đâu. Không phải là nói Việt Nam được đâu. Vậy sao không bắt mấy con kia mở vô luôn. Dạ. Để chở đi. Đây nè. Chở cá rồi. Ghê vậy. Chiên hết luôn. Qua bên kia mời. Giờ bỏ vô chiên hết luôn. Ô cá bự không ha. Trời ơi anh câu mà. Trời sống mà. Không phải câu đây đâu. Dính không lên. Trời anh câu lọt cá này sao. Không câu không lọt cá. Nhiều vậy đó hả. Dạ thì có câu mà. Ồ. Nó vậy á. Má chán này. Trời ơi. Sao lại con chứ. Trời ơi cá này ngon thứ bà luôn. Ờ cá này chút nữa qua bên kia mời nè. Chắc kẹo vậy đúng không. À, phải làm đem quái. Cậu cháu mình vô cái nè. Đó. Happy Friday. Happy Friday. Hôm nay là ngày thu hoạch cá nha. Vô. Quá đã nè. Cá chiên bơ. Đó, kìa. Rồi mày đạp. Rồi dính rồi. Dính rồi. Lên con. Nó nữa không? Dính rồi. Có mồi. Đã quá. Cái chân bỏ khu lò kìa. Nó qua đường đi. Ai bỏ cho đi. Chú cá của chú á. Cái bỏ khu lò. Chúc ăn. Đó là lại. Đây nữa nè. Đây nữa nè, đây. Ơi, bưởi. Cá trơn nữa. Cá trơn hả? Nó. Trơn không? Trơn luôn rồi. Không ăn cá trơn nữa. Hôm nay ngày cá da trơn gì vậy? Sao kỳ vậy?
trơn không vậy? Trời ơi, cái gì kỳ vậy ta? Quá trời cá. Đem chở cá là đem qua bên liều kia cho giao lưu. Nhớ làm vậy nha. Bây giờ là mình đem đi giao lưu cho nè. Gà con. Đâu ra nóng đó. Nóng. Con. Mày đi đổ dọc đường tao đánh mày. Đó, bây giờ mình đem giao lưu nè. Các bạn thấy ngoài trời không? Băng. Giao lưu đi cho. Hello. Ồ đó, xa cách nhau mấy cái túp liều luôn á. Đó, mở cửa cho chú ơi. Đây, đi giao lưu cho cá ăn nè. Đó. Cá chiên bơ. Lấy mấy con đi. Cá bệnh rồi hả? Ừ, lấy đi, lấy cái chảo về nữa. Mới đây nhóc rồi cá rồi hả? Ờ, nhiều lắm. Lấy 3 con thôi nha. Chiên 6 con, lấy 3 con thôi nha. Ăn mì không? Dạ không, đâu, đủ rồi, no rồi. Rồi, đồ. Ngọt lắm nha, ngọt lắm luôn á, cá ngon lắm á. Ừ, cá tươi á. Thấy chưa? Bỏ vô lên kia rồi. Ở đây được 3 con này đấy. Đấy, lấy đi. Ở bển câu nhiều lắm nhưng mà chưa chiên. Ăn đi rồi, chúc em chiên. Đó, lấy đi, thoải mái đi. Ok, chúc mọi người vui vẻ. Ok, chúc mọi người vui vẻ. Hello, say hello. Chúc mọi người vui vẻ. Yeah. Open. Mở cửa cho chú nè. Về. Giờ mình đi về. Lạnh lắm các bạn. Rất là lạnh luôn các bạn thấy không? Ngoài trời. Mình đang đứng trên sông đó các bạn. Trên cái hồ á. À, bây giờ mình phải về cái lều của mình. Cửa đóng mà. Đó, mà cơm. Thôi vô, cá vô. Đây. Thôi. Rồi đem về luôn. Tù mà lấy đúng 3 con luôn hả? Em kêu mà. Lấy hơn là... Lấy hơn không được. Rồi mất. Còn Hải thử miếng thử con Hải. Cô đây, thử cô đây. Thử cậu. Đợi lấy đũa mày. Tao đi lấy đũa. À, dạ. Em mới dính nè anh Tài. Đâu? Ồ, Hiếu dính rồi hả? Thấy ghê không? Tao? Lấy rồi hả? Dạ trơn. Dạ trơn. Thử anh Tức ngon lắm anh Tức. Ra lấy con này ngon nè. Con này nó chín hả? Ngọt lắm à. Cá chiên bơ. Trời, thịt kìa không lấy gì đấy. À. Dường ba thử, dường ba. Thưởng thức đi. Thưởng thức đi, cho em phát bữa đi. Ồ, nhóc dính đây kìa. Được á. Trơn nha. Kéo mạnh lên. Vô. Trơn. Kéo lên. Trơn. Cá vô trơn đi. Trơn. Có cá chiên đi. Trơn rồi. Có cá chiên đi. Sao? Cá sao? Ngon hơn, không gì bằng. Không ngon gì bằng ha. Cá tươi quá tươi luôn. Trơn. Đó, như đây nha. Cái lề như đây mà thấy ấm áp luôn các bạn. Trơn. Trơn. Dính cái gì? Trơn nè. Trơn nè. Trơn nè. Nè 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 nè, Hiếu hả? Đó, dính là được rồi. Ủa chân nè. Rồi chân luốt luôn, mất tiêu luôn. Mất tiêu luôn. Đó. Mọi người uống đi vô. Ủa? Rồi, quay vô luôn. Ngon, quá ngọt hãy. Quá ngọt ha. Ở trong đây đâu. Đó. Em có đem một đống kìa. Ăn thử đi. Thử đi, hải sản đó. Cái gì vậy? Đùm ở đây có đầu bếp đặc biệt, đúng từ đâu vậy mà. Đây. Lòng bà hay con gái vậy? Đây, có hai người cũng là cái chút. Đó, tao sẽ nhìn lên tao đi. Dạ, ghen ngốc. Dạ, ghen ngốc. Dưỡng. Sao bà Dưỡng? Dưỡng không? Ồ, đọc vui quá, chặt cứng. Ngó đầu, ngó đầu. Cái này là cá trơn được không em? Ngó đầu, ngó đầu. Bây giờ đang kiếm mồi nhậu luôn mà. Thấy nhiều dữ vậy? Dạ, câu mà, câu quá trời câu luôn mà. Ê, sao anh có hộp vịt giữa ăn vậy? Ồ, đã vậy. Cho chút đi. Có nhiều lâu hết nhiêu à. Còn có trứng không? Ở trứng đi. Còn trứng hả? Anh đem một chỉ à. Hả? Anh đem một chỉ đó. Qua qua nhiều quá trời. Trứng đi. Còn cái nướng hả? Bóng đèn luôn. Wow, cái nướng. Đây đây cái khen của người ta sống rồi. Ừ, thử hơn. Thử hơn hai cái bóng đèn là thử nó thoát qua bên kia có một bóng à. Còn cái nướng à. Mà muốn mướn không? Cho mướn nè. Ừ, nửa giá thôi.
ngon ngon. Wow. À đã. Còn cho nó bây giờ mình thử cá này. Nó là YouTube ai, mà. Ai bỏ vô giùm em nè. Mẹ đúng đại không? Đúng đại. Hai con đại đây, hai con. Rồi. Nói trời ơi. Ôi giời ơi, cậu đây. Cậu đây, cậu đây, cậu đây. Đây nè. Hai con ai ăn ai nhịn. Này đó đúng rồi cậu. Ai ăn ai nhịn giờ. Cậu câu cá đêm biết bao nhiêu? Đó, cá là tên gì cậu? Smell, cá smell. Giờ là ta nói là cá thúi á. Cá thúi. Để coi ăn, ăn mà cá thúi không? Nhưng mà con thấy thơm lắm cậu. Thơm mùi nhang lắm cậu. Rất là thơm mùi nhang. Ồ, cái này chiên chắc ngon à. Ê, thấy ngon à, thấy chiên bơ ngon á. Cái chiên giòn cũng ngon mà. Nó giòn là phải lửa lớn mới giòn. Cá ở Smart nó bán thấy nó bể cái bụng rồi hết ngon rồi. Không có trứng à. Con cũng thả rồi, con thả vô đây rồi. Mà lỡ rồi sao? Thử cá xì mèo à. Béo á. À. Nè, đũa cá xì mèo à. Dũng. Anh đang đâu? À, thử cá xì mèo nha. Nó ngọt mà nó thơm hơn cá nhiều á. Yeah. Nó béo, nó béo. Ngọt hơn cá này không? Ừ. Ôi, nó béo quá. Béo ngọt quá. Ừ. Ngon. Béo, béo quá béo. Quá ngon luôn. Quá ngon. Cá tươi mà, mình tươi mình câu xong mình ăn liền ngon quá. Mà cái này không có trứng à, thấy rõ ràng không có trứng à. Mà con cá này bắt buộc phải có trứng. Có trứng mới ngon. Ừ, nó cuốn miếng cùng trứng cho ruột luôn. Nó câu giỏi quá, phải thưởng cho cái sao? Ly làm sao chứ. Cậu làm gì cũng đâu có công bằng. Béo không? Béo không chưa? Giống như ăn mà nó tan vô miệng mình. Ờ, à, nó béo thiệt luôn á. Ngon, ngon, ngon. Con kia này phải nhai chút. Con kia nhai cỡ hai cái. Con này là con này ngậm là nó tan vô luôn. Nó còn ngon hơn thịt bò Wagyu nữa. Thịt bò massage sao bằng này? Thịt bò massage không bằng. Cái này thua hơn thịt bò Nhật luôn hả? Ngon quá cậu đây ơi. Ngon hơn thịt bò Nhật. Ngon, ngon, ngon. Anh thử anh ăn vậy coi. Cậu đây chắc cậu đây. Thúi quá. Lúc cậu đây câu, cậu đây tiện. Thúi mùi gì vậy? Mùi bơ. Tao béo à? Ăn nhanh quá không có biết mùi. Ăn tiếp. Ai bữa ăn nhanh đi. Con đi, con đi. Ai bữa ăn nhanh quá làm gì? Ăn nhiều cái không mà chảy máu hồng á. Ăn nhiều quá họ có mùi luôn, mùi máu không? Ngon béo béo ngon. Ngon thịt ngọt được. Rất là ngon. Ngậm cái nó tan vô luôn. Thơm nữa. Thơm bơ đúng không? Thơm bơ chứ. Ủa ăn cái ăn ha. Cái dính lại, dính lại. Ủa cái này. Dính lại. Mày gì đó bự. Cá trơn. Vô vô vô. Vô. Chơi 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 cái chơi 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 cái chơi chơi cái chơi chơi. Chơi chơi. Chơi chơi. Cá đê với cá da chân hoài luôn. Đâu giật nó ra là. Ồ tới giờ không biết cá này cá tên gì luôn hả? Không biết luôn. Cá bóng. Không. Cá bóng đúng rồi, cá bóng á. Không không? Giống cá kèo. Cá kèo đi. Giống cá kèo. Cá kèo á. Giống cá kèo. Nó bằng ra. Phải không? Hay là móc vô con mắt luôn. Đó giờ nó nuốt lưỡi bự nó còn giật ra được mà. Đâu anh giật cái. Anh giật thử anh giật coi. Không có chừng nữa. Anh giật mặt nhìn chương mà thấy chân chân rồi. cậu nói chưa thấy bóng làm bóng nhớ cậu nói nhìn anh chưa này thấy bóng bóng à thấy nhìn chân là thì nhất nhớ hả dạ thấy nó chưa này thấy nhớ tùm lum hết trơn kìa chưa không mà ê đâu có đổ thừa ta được đúng xác đó rồi đó kỳ quá ơi người nào ta người nào câu thì theo cái đó vậy. Thì bóng thì câu cá bóng thôi chứ gì vậy. Bây giờ chuyển cá đã hết. Cá đã hết. Đủ hai loại rồi. Đủ hai loại rồi. Giờ thịt bò mình cắt qua mình chia cho sớm nhà nghèo bên kia không có gì chứ. Cái sớm nhà nghèo con không được cá gì. Con không được cá gì. Bây giờ mình vừa san sẻ cá vừa san sẻ thịt bò nữa. Giờ đang ăn á. Nhưng mà bén lắm nha, giỡn rồi. Lắm chứ. Bén lắm quá, không có. Chưa xài qua cắt. Mà. Cái bò cắt hai cái lại ra hết trơn thấy không?
không sai một chút cũng sao. Đó đó ra đứt liền thấy không, chán rồi chán rồi. Thôi ăn đi, nay mới ăn rồi. Đồ mà nó quá chiên được. Đâu em ăn ở nhà em á. Ồ phải không? Sáng còn bốn cái trái ốc rồi mới ăn ở nhà rồi cha. Vô đây. Vô. Ờ ghê, bây giờ đi qua quá duyên. Theo ông nội đi quá duyên nữa. Theo ông nội đi quá duyên nữa. Ghê. Nhém đó là cái mình. Trời ơi cái thằng này á. Vô quá duyên, vô quá duyên. Được mấy con rồi. Nhiều lắm. Ở bển nhiều lắm. Ở đây được một con rồi. Ở đây con cá câu chứ được cá đâu, anh bị gớt con câu đi xuống dưới. Không, không phải. Sao bên đây tối thui vậy? Ờ tối mà vừa tối. Tối mà khét nữa, khét nữa. Khét lại này nè. Mới nãy con cá bự nó thực bự nó kéo cái cặp của anh rớt xuống luôn. Ghê vậy. Người cá hả? Cần câu của ông đây. Nó giận quá nó đá cái cần luôn. Nên treo đấy anh Hiền. Nó xuống luôn. Giỡn treo lên. Cái chân sờ ý. Đúng là nhà nghèo thiệt á. Nghèo cá, nghèo đủ thứ á. Để luôn có luôn. Giàu bia. Bây giờ phải làm giàu cho nó sang chút. Đó. Chỉ có được cái giàu bia. Nhảy không? Cái này quán gì? Quán ngoài trời cái nhảy không? Ôi trời ơi. Dữ. Đó. Đó. Rồi hết tông cả tông luôn. Được rồi. Cái nhảy. Gì là lẩu cá nhảy. Lẩu cá nhảy còn cái này là gì cái gì? Hả? Chảo chiên cá nhảy hả? Con. Được hết rồi đấy. Con chứ. Con. Còn đâu? Ông có 7 con. Chờ chút nữa. Con 1 2 3. Có cục bơ vô mà cục bơ vô. Cắt nửa cục bơ vô. Cũng nhiều chứ bộ. Nhiều. Tính con đỡ hơn bên kia rồi mà 4 người, 5 người được có 4 con à. 5 con. Nhục quá. Vô cục bơ nè. Ta không có sát xanh nè. Ờ không sát xanh. Nó nhảy vô. Này là chip cook. À, chip cất. Đây cái trứng này. Cá là trứng vậy nè. Đó nè. Như phải vậy đó. Bóp liền, bỏ vô miệng mình liền. Bóp liền. Ừ. Thử cái trứng liền các bạn ơi. Không phải ơi, này cái trứng của vợ đâu nha. Cho cảm giác luôn. Cái trứng này nó béo. Béo mà nó ngon á. Ừ. Có thiệt không? Béo ngon. Tôi sợ nó bán à. Bán đi. Phải ngon thiệt. Ngon đúng không? Đồ mà cá này là phải. Nãy giờ một đống con mới có được cái trứng. Đâu ai không có đâu. Trứng nó vàng ghè thấy không? Vàng ghè nè. Rồi. Ăn đi mọi người. Nè ăn đi lấy chợ. Lấy bơ bỏ vô thêm không? Rồi anh hãy để cái đó lên luôn đi. Còn đây lắc nó nát hết trơn à. Nát vậy mới lấy muỗng múc. Thôi sợ khét á, sợ khét á. Để anh hãy cầm đi. Bây giờ mình sẽ chiên trứng. Giờ mình sẽ chiên trứng ốc lại. Bây giờ mình sẽ chiên trứng ốc lại. Đó còn con dĩa kìa. Ngon. Món huyền thoại. Đó thấy không? Món huyền thoại là trứng chiên, trứng ấp là. Ở gần đây. Bây giờ hơi tỏi xin. Sorry mọi, bây giờ là tụi mình sẽ đi về, bây giờ là tầm 10 giờ. Là chỗ tụi mình mướn á là từ 4 giờ tới 10 giờ, 6 tiếng đồng hồ thôi. Thì bây giờ là 9 giờ rưỡi tụi mình sắp xếp đồ đạc. Trả đồ cho người ta để tụi mình đi về. Bây giờ là tụi mình sẽ về bà chị mình gần kế đây ở men luôn để nhậu một xíu. Sorry các bạn, tại vì mình là dân nhậu. Sorry, không phải dân nhậu, tụi mình dân ham vui, dân ham chơi. Thì bây giờ tụi mình sẽ về nhà bà chị mình nhậu. Quen biết ở men này thôi, thì tụi mình sẽ về đó nhậu. How baby? How son? Oh.
không có lạnh hả? Yeah, I'm not cold. Not cold? Yeah. You're strong man, man. I'm strong. Yeah, I know you're strong. You run a lot. You run a lot, yeah. Yeah, I know. I got energy. That's good. Okay, bây giờ là tụi mình sẽ được nhậu tăng 2 tại nhà bà chị mình. Ngày này có thể là tụi mình về luôn, nhưng mà biết sao không? Tại bà chị mình ngay ở Men nên tụi mình ghé chơi với bà chị mình. Đây bà chị mình. Đó thì giờ bà chị mình cho mình ăn lẩu như thế này. Tại lần trước mình có dịp định đi Men các bạn, nhưng mà bà chị mình nói để tải tôm hùm cho tụi mình, nhưng mà có một vài chuyện xảy ra nên tụi mình không có đi Men được. Nếu không là tụi mình có video tôm hùm cho các bạn xem rồi. Giờ tụi mình sẽ nhậu lại đây.